ông lão bông lúa mì nàng tiên bà lão bát cơm bàn xúc xích thợ săn đàn bò đàn gà ngôi nhà một ông lão đang gặt những bông lúa mì thì nghe thấy có tiếng kêu cứu. Ông lão dừng tay khi thấy một nàng tiên xinh đẹp bị mắc vào lưới của thợ săn. Ông lão liền gỡ lưới cứu nàng tiên. Nàng tiên thoát nạn tặng ông lão ba điều ước. Ông lão hớt ha hớt hải chạy về nhà hỏi vợ, "Nếu mình có ba điều ước thì bà sẽ ước gì?" bà lão đặt hai bát cơm lên bàn ngay vậy liền nói tôi ước có một cái xúc xích thật to để ăn với cơm bà lão vừa nói xong thì xúc xích liền hiện ra đúng là một điều ước ngốc nghếch ông lão bực tức lầm sầm ước gì xúc xích dính luôn vào miệng bà nhĩ tức thì xúc xích liền bay lên dính vào miệng bà lão ông lão hốt hoảng kêu lên Xúc xích ơi, về lại bát đi. Ông lão buồn bã nói, lẽ ra mình nên ước có đàn bò, đàn gà và ngôi nhà khang trang hơn mới phải. Nghe vậy, bà lão thở dài đứt núi, họ chia đôi cái xúc xích và tự nhủ từ nay sẽ chia sẻ, lắng nghe ý kiến của nhau hơn.